Để cung ứng được hàng hóa phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, nhiều điểm bán lẻ, siêu thị tại Đồng Nai đã chủ động lên bài toán nguồn hàng. Tuy nhiên, sức mua dự kiến ở các chợ truyền thống sẽ không có nhiều biến động mạnh. Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp. Do vậy, để chủ động chuẩn bị đảm bảo nguồn hàng, tiểu thương chợ truyền thống sẽ mở cửa và làm việc xuyên suốt các ngày lễ. Hàng hóa cũng sẽ được điều chỉnh gia tăng 40% so với ngày thường trước khi nhà cung cấp nghỉ lễ để không xảy ra thiếu hụt mặt hàng nào trong dịp lễ. Mà chợ bán không lên được mà thịt heo thì lên cao. Nếu mà so với trước Tết, Tết với bây giờ là tăng đến 6-7 nghìn rồi đấy. Từ Tết đến giờ là tăng cỡ 6 nghìn. Sức mua tại chợ truyền thống qua các đợt đến nay vẫn chưa thể tăng cao. Với mong muốn ngày nghỉ lễ dài ngày, tiểu thương các chợ đều hy vọng rằng sức mua sẽ có nhiều khởi sắc. Bây giờ là nó bình thường lắm. Nếu mà càng nghỉ lâu là người ta càng đi về quê, hay là người ta đi xa hoặc là nghỉ ngơi, chứ thật sự là nó không có nhộn nhịp như hồi mấy năm về trước. Mấy năm về trước mà lễ đồ là chợ là đông lắm, nhưng mà bây giờ không có vậy. Còn tại các siêu thị trên địa bàn, nguồn hàng cung ứng sẽ tăng gần 70%, vẫn là các mặt hàng quen thuộc cần thiết, nhưng số lượng sẽ tăng cao. Đồng thời các siêu thị cũng sẽ huy động thêm nhiều nguồn lực để phục vụ số đông người dân. Theo dự kiến, thời tiết còn nắng nóng kéo dài, nên lượng người tập trung mua sắm ở siêu thị sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, siêu thị còn có nhiều chương trình khuyến mãi, thiết kế thêm những cụm tiểu cảnh trang trí độc đáo nhằm hưởng ứng các ngày lễ lớn. Hiện tại thì hàng hóa cho dịp lễ này siêu thị cũng đã dự trù hàng hóa khá là đầy đủ và cũng có tăng hơn so với ngày thường. Thì trong cái dịp lễ này là do là siêu thị trùng với cái dịp mà tổ chức cái chương trình khuyến mãi lớn của hệ thống mừng 35 năm thành lập Sài Gòn Co-op, nên là cái nguồn hàng cũng như là cái chương trình khuyến mãi thì siêu thị cũng sẽ nhiều hơn. Bán hàng bình ổn giá, hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao là tiêu chí hàng đầu cần đặt lên trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành thực phẩm ăn uống. Để không khí đón lễ vui tươi và an toàn, người dân cũng nên chú trọng đến các vấn đề an toàn thực phẩm hiện nay. Thành phố cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để người bán lẫn người mua sẽ nâng cao nhận thức và tầm quan trọng trong kinh doanh.